Sau đây là các bước đếm của bài tiếng đàn ta lư. Bài này gồm 5 câu, 8 nhịp. Các bước đi như sau. Bắt đầu bằng chân trái. Tiến trước. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8 là đi bước sang 3 đấy ạ. Em đi lại câu 1 nhé. 1, 2, 3, 4 này, sang 3, 5 và 6, 7 và 8. Câu 2 là chân trái, bước sang bên phải nhá. Tiến 2, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 là đi bước vuông ta ngang này. 5 và 6 và 7, 8. Nhịp cuối của câu 2 là chân ngang, chân phải ngang, chân trái, trong đường vào chân trái nhé. Là bước chân phải ngang. Em đi lại lần nữa. 1, 2, 3, 4 này. 5 và 6, 7 và 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4. Vuông ta. 5 và 6 và 7, 8. Đồng thời là chống tay nhá. Câu 3 là chân phải bước sang bên trái này. 3, 2, 3, 4. Lại vuông ta. 5 và 6 và 7, 8. Đồng thời là cái tay mình vẫn để ngang như này. Câu 4 là chân trái tiến này. 4, 2, tay nhé, chúng ta tay ạ. 3, 4, lùi. 5, 6, 7, 8 là xoay 90 độ về hướng bên phải. Câu 5 này giống như câu 4, chân trái tiến. 5, 2, 3, 4, lùi. 5, 6, 7, 8 là hết 5 câu nhịp 8 và chuyển là đi từ đầu bắt đầu vào một hướng mới. Em đi lại từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4, lùi. 5, 6, 7, xoay, 8. Câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại tiếp tục đi hướng mới. Câu 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4, lùi. 5, 6, 7, xoay. 8. Câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại đi hướng mới. Bài này rất là đơn giản nhưng hay và đẹp. Chúc các chị thành công.